đúng là cái tuổi già, học trước quên sau. Vì là than vãn, mày ơi là bực, mày không thể nào giống với đứa nhỏ được á. Anh phải than vãn gì, đúng là già, không thể đu đeo theo người trẻ được. Quá chán thôi quý vị. Học cái gì mà hờ tờ mờ lờ, học hoài, có nhiêu đây học cả tháng mà cứ quên câu trước, câu sau. Viết chương trình trong website gì đâu mà viết rồi lại quên rồi lại viết lại lỗi nữa. Chừng nào mới làm xong được website không biết. Bảy than vãn, bạc quá. Làm gì than cưới trời. Ây da, anh Bảy đang học làm cái trang web mà học hoài học không có xong đây nè. Hình như mày là dân máy tính phải không? Mày chỉ với tao mà làm sao mà làm được website cho nó nhanh coi. Làm kiểu này biết chừng nào mà mới học xong. Mày đang học cái gì vậy? Làm kiểu gì vậy? Thì anh đang học về mấy cái HTML này nè. Học cả tháng rồi mà cứ có gà ngô gà khoai gì đâu. Nổi tùm lum lum cái chữ ngôn ngữ quá đi không? Ngôn ngữ làm web đúng không? Thôi thì anh chỉ với anh làm quật rét thì chỉ nha. Sao chỉ á, mà tao viết chương trình á làm web á đừng đụng tới cái mã nguồn sụp cót gì hết nè. Không có viết lệnh nha, viết lệnh tao mệt lắm rồi, nhức cái đầu lắm rồi, không có làm, không muốn xài cái đầu nữa, không có làm lệnh nữa. Có cách nào không? Có. Thôi viết mã nguồn mở đi. Không xài lệnh. Quật rét thôi. Dạ, nếu mà như vậy là hấp dẫn đó nha. Làm web mà không cần một hiểu một câu lệnh gì hết. Ok. Không cần biết cái gì lập trình hết. Ok. Đúng. Vậy thì anh theo, anh sẽ học cho mày. Mà anh làm web làm gì? À mày nói tao học làm web làm gì hả? Thì cái thằng cha nội kỹ sư Dương Trung Hiếu gì đó nó nói là không có biết mà bán hàng online thì sau này sẽ trở nên là lạc hậu, không bán hàng được. Mà tao thấy nghe cũng có lý nha. Mấy đứa nhỏ giờ ở Việt Nam nó bán hàng quá trời luôn. Mà bây giờ bên Mỹ này thấy cũng cái cơ hội mình bán hàng, mình làm kiếm tiền trên mạng là thấy cũng đơn giản. Tao làm chơi chơi theo trả YouTube hôm nay vậy đó, kiếm gần trăm đồng mỗi chút tiền giờ nè. Dữ ha. Nên thấy cũng hay nên cố mà học đây nè. Dạ dữ ha. Thôi được rồi, em giúp cho anh. Ok rồi, vậy thì hẹn em giúp anh đó thì anh sẽ theo mày. Ok rồi, vậy thì chỉ anh liền đi nha. Thưa quý vị, tôi sẽ hướng dẫn cho anh Bảy cũng như là chia sẻ cho quý vị là cách làm website rất là đơn giản thôi. Và đặc biệt là cái giải pháp này là dành cho những người là không có kiến thức về lập trình web và cũng chẳng cần phải biết lập trình web đâu, chỉ cần biết sử dụng công cụ và có ý tưởng thôi. Thì chúng ta sẽ dùng cái giải pháp là mã nguồn mở với WordPress. Và cái giải pháp này tôi sẽ dùng cái hot đó là Bluehost. Và tôi sẽ dùng hết tất cả những công cụ của nó để làm. Và quý vị sẽ rất là dễ trong việc tự xây dựng lên những cái hệ thống bán hàng online hoặc là những website về công ty nhỏ nhỏ hoặc là website về photo studio cho ảnh. Nhân dân, rất là đơn giản thôi. Thì đây, xin mời các bạn chúng ta sẽ bước vào cái buổi học đầu tiên với thiết kế website bằng WordPress trên cái nền là cái hot của thằng Bluehost. Rồi, bây giờ anh Bảy chuẩn bị bắt đầu nha. Mình sẽ học một cái cách để mà làm website. Đảm bảo anh 5 phút thôi, mọi chuyện sẽ xong. Ơi mày, được không đó? Tao chán lắm cái chuyện viết lệnh rồi nha. Bây giờ không sao, mày nói tao nghe coi. Bắt đầu từ sao? Đây anh Bảy, cái bắt đầu nó đơn giản lắm. Bây giờ anh đã có được cái hot với domain chưa? Ủa hot là gì? Domain là gì trời? Ôi trời, vậy chứ anh học làm web mà anh học cái gì rồi? Tao hả? Chỉ có đang dọc dạch cái HTML thôi á, cái ngôn ngữ tạo ra trang web mà. Ấy chà. Thôi được rồi, bây giờ để em nói sơ sơ qua cái domain với hot đi, cho anh hiểu được cái đã nha. Bây giờ em hỏi thiệt nha, anh có biết cái nhà không? Xây nhà đó. Trời ơi, vụ này có gì đâu, không biết mày. Xây nhà tao hồi đó với quê là chuyên xây chuồng heo mà sao không biết. Ông này cứ đùa nữa. Nè ông nghe nè, giống như xây nhà đó thì đầu tiên là ông phải có miếng đất đúng không? Ừ, không có đất ai cho xây, không lẽ đi chiếm đất người ta cho đập nhà hả mày? Ông đừng có đùa được không? Tôi nói ông rồi, ông cứ nghiêm túc đi, tôi nói cho nghe đã nè. Giờ nè, xây nhà là có miếng đất,
Rồi sau đó có đất xong rồi đó thì ông mới đổ cái nền, cái nền móng xong xuôi rồi ông mới đầu mới xây lên, là ví dụ như cấp 4, cấp 3, cấp 2 hay cấp 1 đúng không? Rồi ông trang trí cho nó. Và ông mới coi như là hoàn tất được cái nhà. Nhưng mà nó có dính dáng gì tới cái chuyện mà làm web, mày cứ nói dòng nó do Tam Quốc hoài à. Đây nè, tôi mới nói cho ông hiểu nè. Bây giờ cái chuyện đầu tiên á là bây giờ á ông mới hiểu á, cái nhà là phải có cái nền móng, phải có miếng đất, thì cái miếng đất và nền móng đó đó mình hãy xem nó vừa cái hot là cái nơi để chứa cái trang web của mình đó, thì mình phải mua thôi, mua thuê trên mạng đó. Rồi sau đó mình mới xây lên trên đó, đổ nền móng cho nó trên cái đất đó, thì cái đó nó gọi là một cái ngôn ngữ nào đó, chẳng hạn như mình xây dựng bằng cái ASP hay là cái GSP đó, cái mã đó, hoặc là WordPress hay là Joomla đấy, ông hiểu chưa? Rồi sau đó ông mới trang trí cho nó, thì cái giai đoạn đó nó gọi là tạo giao diện, và cuối cùng đó là ông mới bài trí đồ bên trong đó cho nó ra ngô ra khoai, thì cái đó nó gọi là nội dung. Ông hiểu rồi gì? Ừ thì vậy hiểu rồi. Nhà còn nữa nè, bây giờ cái nhà của ông có phải rằng giờ khách nó muốn tìm đến á, giờ người ta tìm đến thăm nhà ông thì người ta ông cho người ta gì ông nói tôi nghe coi, thì cho cái địa chỉ nhà. Thằng này mi nói chuyện mắc cười quá đó. Thì đúng rồi, bây giờ cần có cái địa chỉ nhà đúng không? Thì chẳng hạn như là số nhà của ông là 25 xẹt 13 xẹt 77 xẹt 18 xẹt 21 xẹt 19 xẹt 48 xẹt 22 xẹt 17. Thôi tao mệt quá, nói đại đi, mày nói vòng vo chứ tao biết rồi. Cái số nhà tao, số nhà mới nó dài lòn thòn vậy, bố tao cũng không nhớ nên nó chuyện với tao đó. Cho nên á, cái thằng hot nó cũng vậy á, nó sẽ có con số tào lao lắm, nó chấm chấm chấm, ví dụ như 255.196 15.27 chẳng hạn, bố ai nhớ được. Cho nên nó cần có một cái địa chỉ, mà cái địa chỉ đó đó nó gọi là cái tên miền, không hiểu chưa? Chẳng hạn như tôi nói giới thiệu cho ông coi cái website của tôi nè, đây nha, chẳng hạn như đây ông thấy không, cái trang web tôi là dương.trung.hiếu.com nè. Cái này là cái địa chỉ nè, thay vì nó sẽ tùm lum tá lả hết thì cái này chính là cái địa chỉ. Còn nữa nè, ví dụ như cái hệ thống tôi nè, kiếm tiền giống như hiếu cơm nè, đây là cái địa chỉ nè. Còn đây nè, ví dụ như là vip chấm như hiếu cơm nè, đây là cái khóa mà tôi hướng dẫn những người có hoàn cảnh đó. Rồi đây là cuộc sống Mỹ nè, đó đây là cái địa chỉ, thấy không? Nó gọi là domain. Rồi cái chấm này sau lưng này quan trọng lắm cha nha bảy, chấm này là cơm mật sơ, có nghĩa là thương mại điện tử, nó giá trị hơn là mấy cái chấm khác, ví dụ như là chấm net hay là chấm chấm cái khác đó, nó không bằng chấm cơm, bởi vì đa số người ta tìm thì chấm cơm trước. Rồi cái mà mình để lên mình chạy được những cái này á, nó gọi là cái hot. Còn cái giao diện nè, cái này gọi là cái giao diện nè, mỗi trang web thấy không, nó có cái hình thái khác nhau, thì đây chính là cái giao diện. Thì sau này thì khi học mình phát triển lên nó nha. Rồi bây giờ nếu mà ông chưa có mua được cái hot á, thì ông chịu khó ông vô đây nè, ông nhấn vô chỗ này của tôi nè đó, ông vô trang web để mua hot đó. Thì ông muốn hiểu hot là gì tôi nói kỹ trên đây nè đó, ông vô đây nha mày nha. Biết rồi, từ từ tao sẽ nghiên cứu sao. Bây giờ mày nói đi, giờ giả sử đi tao có hot rồi đó, tao có domain rồi đó, bây giờ làm sao? Lẽ mua xong rồi là ngó mày? Thì đúng rồi, thì bây giờ nè, bây giờ ông muốn không ngó thì ông vô đây nè. Đây thì bây giờ chẳng hạn như giờ ông mua rồi nha, ông đăng nhập vô cái trang quản trị của ông nè, đây là cái hot lưu hot nè, đăng nhập vô cái tài khoản của ông. Thì làm sao đăng nhập được thì ông cứ mua cái hot theo hướng dẫn này của tôi đi, rồi ông sẽ vô được ở đây, thấy chưa? Bây giờ á, sau vô được cái hot này rồi thì bây giờ á, ông chịu khó ông xuống cho tôi cái chỗ mà cPanel ông nhấn cái này nè nha, cPanel đấy, cái trình điều khiển của thằng 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 này đó. Thì đây là tôi mua cái hot tôi là Photoshop for you nè, cái hot này chống chơi rồi chả có cái gì đâu ông ơi, tôi mua nó chỉ cho ông đó. Rồi bây giờ nè, ông thấy không, cái địa chỉ của hot này nó từ lưa hết trơn, thấy không? Nó từ lưa hết, chứ đâu phải dùng có gì, phải dùng cái domain cái địa chỉ kia để vô được, ông thấy không? Rồi nha, bây giờ nè ông xuống đây nè, thấy không, xuống đây ông xuống vô tới cái chỗ nào đây, ông xuống tới ngay chỗ cái thằng domain á, ông xuống chỗ domain ha, đâu mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi, quên nó, trên đây domain đó, domain. Rồi bây giờ để cho nó dễ tôi chỉ cho ông à, giờ để ông tôi chỉ cho ông, đừng có làm trên ngay cái domain chính của ông tạo một cái site domain đi, ông dọc cho nó nát đi, ông quen thuộc đi, ông phải làm trên cái domain chính của ông.
Rồi bây giờ tạo cái search domain chơi ha. Nhấn đây. Đấy. Ê mày, search domain là cái gì mày? Search domain đó hả, là một cái tên miền con. Đó, chẳng hạn như bây giờ cái tên miền chính của tôi á là photoshop4u.com. Thì tôi có thể tạo một đống các cái search domain là những trang web con, chẳng hạn như ông thấy nè, trang web chính rồi Dương Trung Hiếu đúng không? Thì vip.dương Trung Hiếu nè, kiếm tiền Dương Trung Hiếu nè, đó thì cái này là những trang web con của cái web chính này của tôi. À, hiểu chưa ông? Rồi. Giống như thằng cha là họ Nguyễn, đẻ thằng con thì cũng họ Nguyễn đúng không? Thì đúng rồi đó. Chẳng hạn như tao là Bảy Núi, thằng con tao nó là thằng Non, thì tao là Bành Văn Bằng, Bành Bé Bảy, Bành Bé Bẻ Núi, rồi nó là Bành Bé Bẻ Non đúng không? Đúng rồi, mệt quá anh mệt quá. Rồi tiếp tục nè. Thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái search domain thử nha, để tôi chỉ cho ông. Giờ chẳng hạn như tôi lấy cái tên là học web đi ha, đó, học thiết kế web đi, học web đi. Ok, học web. Rồi tôi tạo cái search domain học web nè, tôi tạo ra cái nè. Để coi nha, nó vô không nha. Rồi vô rồi đó. Bây giờ thì mình có một cái search domain là học web này, tôi tự cấp. À, giống như bây giờ ông thấy là dương photoshop4u.com thì người ta họ trả tiền, còn này khỏi trả tiền là tôi cho thoải mái luôn. Ví dụ tôi để là bảy núi photoshop4u.com cũng được, nó học tốn tiền. Chà, cái thú vị vậy ha. Rồi bây giờ tiếp tục nè, xem ông có search domain rồi đúng không? Thì bây giờ ông sẽ làm web nha. Bước thứ hai. Dễ ẹ cầm ơi. Ừ mà nãy giờ tao nghe mày nói cái gì cũng dễ, nghe mặt hàm. Mà tao chưa thấy mày làm gì hết. Ừ thì bây giờ nè, tao làm cho ông coi nè, mệt quá nè. Rồi bây giờ có được cái search domain rồi, bây giờ ông vô đây nè. Đó, mày vô chỗ cái WordPress tool nè không, vô đây. Đó, vô đây. Rồi bây giờ ông vô đây nè, ông sẽ nhấn vô tôi có mục đó là new install để mà cài mới đó mà. Để coi, vô cái chỗ là học web nè. Đó, ông chọn cho tôi đây cho học web này nha. Rồi, xong nhấn new install. Ông chọn tôi nè, cái domain của ông nè. Học web nè, thấy không? Ông mới vừa tạo xong đó. Rồi bây giờ ông đặt cái tên cái site của ông đi, cái tên site là cái gì đó, thì cái này là cái tên giống như cái site của tôi nè. Dương Trung Hiếu là trường dạy nghề này không? Kiếm tiền YouTube này không? VIP online này không? Cuộc sống Mỹ này không? Bây giờ ông đặt đi, ví dụ như là học thiết kế web. Ok đó, học thiết kế web ha. Với ba đĩa chẳng hạn đó. Đó nha, vậy ha. Rồi giờ ông đặt tên nè. Cái này ông đặt cái quái gì cũng được hết á. Ông đặt ông nhớ nha, ông không nhớ là ngốt là ông quản trị là ông sẽ không vô được. Chứ ông đặt mà ông không nhớ mà ông để cho cái thằng hacker nó nhớ là coi như tiêu ông rồi đó. Tao biết, này y như là cái tài khoản của Facebook với cái tài khoản của email, có quái gì đâu mà mày làm quá. Thì phải nói bài bản cho anh hiểu chứ. Rồi bây giờ vô nè. Nhấn đây, nhận như tôi đặt tên là admin. Ê, cái vụ này á, tao nghe tao nói nha, mày đặt kiểu này á, hacker á là tao hay, nó hay mò đa số tôi đặt admin nó giết chết đó nha con. Công nhận cha này cũng hay nha, cũng biết hết ha. Thôi giờ đặt khác ha, chẳng hạn như bây giờ vậy mình để là HW đi, HW là học web á. Ừ rồi, chẳng hạn như bé bảy đi, BBB đó, à Bành Bé Bảy được không đó, nó quất là mình liền đó chưa. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ là tôi sẽ đặt cái password này nha, anh Bảy coi nha. Password thì anh cũng vậy, có chữ hoa, chữ thường, có số, có ký tự đặc biệt nha ông. Tôi đặt thì cho ông coi nè. Ví dụ như tôi đặt lại cái chữ 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 B chà bá nè, thấy không? Được chưa? Rồi tôi quất cho dễ số nè đó. Cái dấu thăng nè, số 1 B thường nè, ông thấy sao? Được không? Đó, được không? Sao không được? Rồi bây giờ cái email nè, chỗ này anh Bảy nhớ nè, anh phải Bảy phải đặt cái email thiệt của anh Bảy nha. Nhận á, lỡ mà có quên password cái gì đó hoặc người ta gửi thư gì cho ông á, hệ thống nó báo vào cái email chính của ông á. Đó chẳng hạn như là ông đặt là Bành Bé Bảy nè, đó, Bành Bé Bảy, đó rồi a cộng nè, thấy không? Gmail chấm 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 chào, không quên chấm cơm. Đó, rồi bây giờ ông install cái WordPress vào nha đó.
rồi ông chờ nó quay 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 nó đang cài ấy. Ông thấy không, đâu có câu lệnh nào đâu, thấy không, quá đơn giản. Đợi một tí đi ông, gần xong rồi đó. Khi mà ông cài xong ông thấy nó báo cái chữ successful install đó, là coi như là ông xong rồi đó. Bây giờ ông thử nè, ông nhấn đây, ông nhấn enter lại một cái nè, coi như ông refresh lại đó. Rồi ông thấy chưa, bây giờ ông thử nha. Bây giờ ông vô đây nè, ông ra ngoài ông đánh thử nè, ví dụ như học web nè, chấm nè photoshop for you.com đó, tôi cho ông mượn nhờ cái tên tôi đó. Nhưng mà ông thấy không, nó chưa vô được. Lý do là sao vậy? Mình phải login, tại vì cái này mình chưa có làm đúng. Rồi bây giờ là login vô nè, ông nhấn vô đây nhá, ông nhấn vô đây. Ông nhớ nè, ông đặt không, ông đặt cái gì, học nè, đúc view nè, ha, bành bẻ bảy nè, thấy không, gọi gì đây, b nè, chữ b, b hoa đúng không, rồi tới gì, một nè, hai ba bốn năm gì nữa, dấu thăng nè, một là b nè, thấy không, login. Ủa chắc cha quên rồi, lộn rồi hả, coi lại coi. Nếu mà ông vô đây ông bị lỗi ông quên á thì ông vô đây coi lại ha. Hình như là tới số 6 á, chữ B được, B nè. 1 2 3 4 5 6 được phải rồi. Dấu thăng nè. Rồi số 1 là B thì phải. Vô chưa ta? Đó, hình như tới số 6 đúng rồi ông ơi. Rồi tới đây á thì ông muốn cho nó hiện lên á, trang web đi vô không bị vậy á thì ông sẽ vô tới chỗ này. Vô từ chỗ này nha, chỗ này nè, đó vô chỗ này nha. Rồi ông coi nè, cái trang web ông nó báo là luôn luôn nó hiện là coming soon, nghĩa là nó không có cho thấy trang web mà nó hiện chỗ này. Bây giờ nó hỏi mình có muốn sẵn sàng cho nó xuất hiện hay không thì nhấn đây, tôi nhấn đây nè ha. Quên nữa, tôi dặn bảy xíu nè, anh thấy mấy cái này nè nha, mấy cái mà nó trả tiền là chớ có dạy mà nhấn vô nha, nó dụ á. Cho nên cái thằng này á, nó cho mình cài cái Mojo Marketplace này vô đây á, nó free cái mã nguồn, nhưng mà nó dụ mình á, đừng có nhấn, đừng có tái máy nha ông nội. Mệt, tao biết rồi, nó hoài làm như tao ngu lắm nha. Tiền dính liền đám ruột mà tao khùng, tao mua mày, tao đang đợi mày, mốt mày cho tao xin. Mốt tôi có tôi cho, nhưng mà khổ nổi á, là mấy cái thêm của tôi á, cũng thêm chùa không à, miễn phí không xài được, không xài. Rồi bây giờ tiếp tục ha, là anh sẽ thử lock out này ra coi, coi như ông tắt rồi đó. Ông tắt rồi nha, coi như là bây giờ ông cho thử địa chỉ người ta nè. Đó, ông enter thử nè. Ông thấy không, nó vô được rồi. Nhưng mà nó cái title này nó xấu quắc à, là sao đây? Nó xấu quắc rồi, nó không đúng nè. Như vậy là cái mã nguồn ông đã có rồi. Cái mã nguồn ông có rồi, có nghĩa là ông đã có miếng đất. Ông đã, tôi cho cái địa chỉ, ông gắn tạm. Rồi bây giờ ông đã đổ được cái nền móng của cái nhà ông rồi đó. Đó, bây giờ ông muốn xây cái gì là ông xây thôi. Còn như về cơ bản là có miếng đất, có địa chỉ tìm đến, có cái nền đổ rồi. Rồi tiếp theo là bắt đầu là quy hoạch xây. Xây coi như là sẽ xây 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, bao nhiêu phòng. Đó, cái chuyện đó mình sẽ tính sau. Cứ hình dung cái chuyện làm web y như làm nhà. Gà hết. Thì tao coi nó giống như là làm cái chuồng heo nữa, có gì đâu mà. Không có đùa nha ông nội, tôi đang nói nghiêm túc á. Rồi bây giờ tiếp tục nè, bây giờ tôi chỉ ông nè, bây giờ làm sao á. Thứ nhất, ông thấy không, cái địa chỉ xấu quắc à. Thường á, người ta có hai cấp gì, một cấp gì thôi. Ví dụ như ông thấy không, vô chữ hiếm cơm đẹp chưa. Ví dụ đây nhà mặt tiền nè, thì cùng lắm mà sẹt một cái kiếm tiền giống vô hiếm cơm. Mà ở đây nó tới hai sẹt nè, nhìn nó phản cảm quá. Diêu rồi học web. Cái này nó tính ra nhà có một sẹt nè, hai sẹt nè, ba sẹt, nhìn thấy coi như hại não. Vậy thì giờ mày bớt đi, mày cấp cái khác đi, rồi tự nhiên mày chửi mày làm sao. Rồi bây giờ là quý vị coi tôi làm nè, anh Bảy coi nè, đó tôi bỏ bớt cái này đi ha, còn nhiều thôi cho nó đẹp, giống vậy nè, cho nó đẹp nè. Rồi dễ lắm, vô đây. Vô đây ha. Vô đây thì mình sẽ vô phần setting. Setting nè ha, chỉnh sửa. Rồi chúng ta chọn cái này, nó đang loading cái data lên nè. Quý vị thấy nè, anh Bảy thấy nè, chỗ này nè. Nó có mấy cái dấu này nữa không? Mình bỏ bớt mấy cái w đi. Bỏ bớt hết đi. Coi như cho nó mất chữ w đi. Rồi,
những xét cái size nha. Rồi xét tới cái này một cái nữa. Được chưa nè? Rồi bây giờ xong thấy không? Thử nè. Thử nha, đánh nè. Đó, đẹp chưa? Thấy chưa? Nó tiêu rồi thấy không? Ít ra phải dày chứ. Rồi tiếp theo nè, mình sẽ sửa này lại. Thì bây giờ em muốn cho anh Bảy thấy nè, sau khi mình đã cài cấy xong rồi thì á, cái trang mà bên trong này đây nhá, chẳng hạn như bây giờ anh coi nè, đây cái hộp quét nè, login vô cái trang này á, là cái trang mà quản trị là cái trang nằm bên trong, chỉ có mình biết thôi. Còn cái trang này á, cái trang bên ngoài mình để cho khách hàng hoặc là người xem họ coi. Đấy, cái gì sửa trong đây bên nằm ngoài này sẽ thấy, ngoài này không sửa được gì hết. Thì muốn như thế thì anh Bảy sẽ chỉnh nè, em thử chỉnh này cho anh coi nha, hai dòng này nè. Đây em sẽ vô trong cái mục đó là đây một là customize nè không. Đấy. Rồi bây giờ em sửa chỗ này nè, chỗ cái size nè, identity nè, thấy không? Anh thấy không? Nó tào lao không? Đó, anh để là học. À, thiết kế web. Với ba đĩa hả? Rồi ở dưới này nè. Em để một câu slogan nè ha, dễ như ăn cháo. Cháo sườn. Đấy. Rồi, thử nha. Sao lại nè. Thì bây giờ anh Bảy mình nhấn thử ngoài này coi nha, coi nó xảy ra điều gì nha, thử nha. Đấy, thấy chưa? Ồ, có lý nha. Nãy giờ đó tao thấy không có đụng tới lập trình đó là tao sướng này. Bây giờ tao hỏi mày nè. Giờ giả sử tao đăng cái bài lên thì sao? Tao chả thích cái chữ Hello World, thấy ghét quá. Rồi mày sửa thử cái đó đi. Trời ơi, nó nói là nó dễ như ăn cháo mà, đây nè. Vô đây. Nè. Ông có phân biệt hai cái nè. Trên đây nó có cái mục là bot chứ có mục thì hai cái khác nhau. À thì bữa sau tôi nói về cái này, nhưng mà tôi nói cho ông biết cái bot trước nè. Những cái gì mà ông đăng lên á, tin tức á, nó dạng là bot. Đó, thì bây giờ tôi sửa này nè, ông thấy không? Nhấn vào mục bot. Bot này thì trong đây á, nó sẽ có một cái bài thứ nhất là Hello World. Hello World ha, thì bây giờ mình sửa nè. Hay bây giờ giả sử như giờ ông Bảy ông thích này đi ha, thì Bảy sửa ví dụ như là mình để là khai trương. Đó, khai trương giả sử đây là trang web demo cho ba đĩa tạo ra để minh họa cho anh Bành Bé Bảy xem. À rồi bây giờ thử nào, update nào. Đó, update ha. Rồi bây giờ nào ông Bảy nè, coi nè ông Bảy ơi, đây thấy chưa? Ê, có lý nha. Bây giờ á, mày thử đưa cái hình mà hôm tao mày chụp chung á, đâu thử đăng cái hình lên trên web coi nó là sao. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì mà nó lớn lao chứ, chuyện này trong vòng một nốt nhạc. Rồi bây giờ giả sử như có cái hình này đi, hình của em với anh nè, mới chụp nè, thấy không? Rồi bây giờ mình để lên thử ha. Vậy ồm có quá gì đâu. Muốn làm gì á, Bảy làm ơn á, chui vô cái trang quản trị nha. Rồi bây giờ muốn đưa vô đâu? Đưa vô bên dưới này phải không? Rồi anh Bảy sẽ đưa xuống đây. Anh Bảy sẽ nhấn vô là Add Media. Rồi ông nhấn vô chỗ Upload cho tôi nha. Ông nhấn Select File. Ông chọn vô cái nơi mà chứa hình á. Đây nè. Rồi ông làm gì? Ông nhấn vô nó, ông đưa lên. Được chưa? Nó hiện lên xong nha. Ông sẽ nhấn là Insert Post. Đó, nhìn chỗ này nè, cái hình nhá, tí rồi phải không? Ông chỉnh lại nè, edit nè. Ông muốn cho nó to cỡ nào, ông chọn đây nè.
ví dụ như cái hình lạc này chỗ này thấy không, lớn hơn chút thấy không đó. Rồi muốn ghi chú nè, anh ghi chú đây, hạn như đây hình đây, hình minh họa nhất ba đĩa và bảy núi đang tào lao. Tào lao con khỉ, tao học web thiệt, mệt anh quá, mình tiếu xíu ra làm gì ghê vậy đó. Rồi bây giờ nè, chẳng hạn như đây nha, cái bắt đầu mình sẽ anh cho nó nghiêng ha, anh có thể cho nó thêm tí xíu nè, vậy đi, nghiêng đi ha. Rồi bây giờ nha, sau khi có xong rồi ông update nó lên, thấy chưa, quá dễ. Rồi bây giờ nè, bây giờ ông sẽ nhấn đây, ông nhấn enter thử nè, đó ông thấy chưa, nó ra hình rồi nè, thấy không, rất là đơn giản thấy không. Ừ, dễ thiệt. Nhưng bây giờ vậy nè, đâu bây giờ mày thử tạo một cái trang mới trên cái trang đó đó, mày sẽ đưa thử một cái video cho tao coi thử coi. Tại vì sau này tao cũng cần đưa video lên trên cái website của tao, mà tao muốn lấy từ YouTube nha. Tại vì tao không lấy đưa vô trong này gì chứ, mà lấy từ YouTube đưa vô để chị biết không, tao đang kiếm tiền online với cái khóa học của thằng cha Dương Trung Hiếu á, tao không đưa vô website tao hết, tao gửi website tao cho mấy con ghệ tao ở Việt Nam nó coi, nó ủng hộ cho tao. Cha cha này cũng ghê quá ha, tôi mát cho bảy á. Cái tao mệt mày quá, đàn ông với nhau không à, tứ một tí rồi cũng được á, giỡn thôi, tôi cũng giỡn với ông thôi, làm gì ghê, căng thẳng gì cha. Rồi bây giờ nè, đây anh vô đây, đấy anh vô đây nha. Rồi bây giờ anh muốn làm cái trang mới đúng không, cứ vô cho bot cho tôi, thấy anh Bảy nhấn cái này nè, add new nhá. Rồi bây giờ chẳng hạn như anh Bảy sẽ đưa một cái video lên, đưa gì ta, ờ em nhớ rồi, hổm anh có cái bài á, video mà anh nói về cái chuyện á là ông chuyện gì ta, chuyện ông Obama, ông qua Việt Nam, ông đến chùa Ngọc Hoàng đúng không, tôi đưa ở trên coi. Rồi dù như Obama họ đặt gì cho nó hấp dẫn là vì sao Obama ghé thăm chùa Ngọc Hoàng đó. Rồi bây giờ nè, bây giờ em sẽ vô trong cái trang YouTube cái Facebook YouTube á, YouTube ha. Đó, em sẽ vô trong cái kênh, cái này cái channel dịch ra tiếng Việt là cái kênh chứ giờ không lẽ dịch cái gì bây giờ. Trời, có nhiều người hỏi tôi tại sao mày nói mày gọi là cái kênh, thì là kênh là cái gì, kênh gọi là kênh. Rồi bây giờ nhớ nè, chỗ này hổng em nhớ là nằm trên đây đó, Obama ghé thăm chùa Ngọc Hoàng đấy. Rồi đó, bây giờ mình sẽ lấy thử số các cái này đi, đó, copy thử cái này, anh Bảy sẽ đưa đây có nội dung nha. Rồi xuống đây, bây giờ anh Bảy muốn đưa cái video vô phải không, dễ lắm, anh chỉ cần copy cái đường link này nè, copy vô đây, anh thả vô cái một, anh thả vô được chưa đó, anh enter xuống. Rồi anh sẽ post tên thử nè, rồi tới đây ha, tới đây anh Bảy nha, thử nè, thấy chưa anh Bảy, thấy chưa, lên rồi nè, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, và cứ thế anh Bảy cứ đưa lên đi là xong. Cái này là nó đi thẳng từ trang web của anh vô trang web trên cái YouTube, đưa thẳng ngay luôn, thấy chưa, công nhận nha. Bữa nay tao mới được coi như là thấy rõ là cái công nghệ làm web bây giờ nó cũng ghê quá ha, đơn giản quá ha. Vậy thì tại sao tao không làm kiểu này mày, người ta đi học mấy cái lập trình chi cho nó mệt vậy mày. Thôi đi ông nội ơi, cái gì nó cũng có cái giá của nó, những cái người mà họ làm chuyên nghiệp á, họ làm những hệ thống riêng của họ, họ mật dạng giống như là
phải đầu tư nhiều mấy công ty riêng, mấy cái ngân hàng nọ rồi đó, nó quan trọng thì người ta mới tự build cái mã nguồn riêng của người ta, mà có cái đội ngũ cả chục người họ làm, hoặc là một người như nữa cũng do họ pro mới làm cái đó. Còn như anh em của mình, ngày như anh đi, anh cần quá gì anh làm cái chuyện đó, anh học anh làm kiểu đó là bao nhiêu lâu anh mới xong, kiến thức không có gì, lập trình không có rành, mà bỏ công sức ra làm gì, trong khi mã nguồn mở nó giải quyết cho mình đơn giản, cần gì nó có hết, mà anh đâu có cần cái kiểu mà như vậy đâu, đúng không? Làm này cho nó khỏe. Nhưng mà anh đừng có nói là làm web á, anh đừng có chê người ta sao làm lâu làm gì nhanh, không có, người ta chửi chết á. Mình đang biết mình đang làm gì, tại sao mình đang làm cái đó, chỉ biết vấn đề cho tại anh muốn giải quyết vấn đề kiểu này thì em chỉ anh kiểu này thôi. Ví dụ như những cái hệ thống bán hàng online, những cái trang web cơ bản về cá nhân, web báo chí dạng đơn giản, hoặc là những cái web về những công ty nhỏ thôi, thì dùng cái WordPress cho nó khỏe. Mày nói tao nghe cũng có lý, chứ mất công ra mà không có rành nó bậy, mất công thiên hạ nó cười vô mặt rồi nó nói mình là ngu, mà còn phải đặt tỏ cái nguy hiểm. Thôi mẹ, được rồi, tao nghĩ tới đây vừa rồi, cho tao thực hành đi, ngày mai tiếp, chứ mày mà nói nữa là tao chắc tao cũng ngáp ngáp luôn. Nãy giờ tao thấy tới đây là tao thấy lùng bùng rồi. Được rồi, để tao mua cái hot, mua cái domain, chút xíu tao mua liền nè. Mua ở đâu tao quên rồi. Vô trong cái chỗ này phải không, vô này coi cái bài của mày đúng không, rồi sao nữa, nhấn vô đây, nó sẽ vô cái trang, nó sẽ vô cái trang này, trang Bluehost đúng không, rồi sau đó là sẽ nhấn vô đây đúng không, rồi sao nữa ta. Tới đây thì sao mày, có gì đâu anh ơi, anh chọn cho em á cái gói này nè, đừng bao giờ chọn gói basic này nha, basic này nó bèo lắm, nó bị hạn chế nhiều thứ, chọn cái này nha. Thì ông mới cần nhấn đây nè đó, rồi ông lấy cái domain nào đó chẳng hạn như là 7nonnuoc.com, rồi ông nét thử nè đó, thấy không, ông điền vô tên ông là gì, first name là gì, last name là gì. Ê, cho tao hỏi một tí cho mày, đừng chửi nha, ngu thì phải hỏi nha. First name là gì mày, last name là gì mày? Trời ơi ông nội ơi, bành bé bảy, thì first name của ông là bảy, last name là bành, còn chữ bé thì ông thích thì ông ghi vô đây nè, chứ đừng ghi trên đây nha. Còn ông thích thì thôi bỏ, tôi khuyên thôi lấy cái họ cái tên thôi. Chẳng hạn như có nhiều người đó, tên là Trần Thị Cởi thì qua đây để là Cởi Trần được rồi. Rồi cái business name á, có thì để vô không có thì thôi. Chẳng hạn như em á là DTS Training chẳng hạn, đó là cái tên của cái business name của em, và anh không có nên để riêng. Đây có chứ, cái bốt ta mở 7 non nước được không, thì đó thì không để cho 7 non nước có gì đâu. Rồi đây địa chỉ nhà, cái chỗ này là cái thành phố quốc gia, nếu mà ở Mỹ thì để cái state, dù như mình đang ở chỗ này là Cali nè, mình để Cali chẳng hạn vậy. Zip code thì cứ để vô cái mã của Cali nhiêu để vô, email mới là quan trọng nè, không có là không được nha, receipt nó gửi về nè. Rồi bên dưới này nè, quan trọng nhau chỗ này á, ông muốn mua 2 năm thì ông chọn đây, 3 năm chọn đây, tiền nó hiện ra đây nè, thấy không? Còn nếu không á để năm thôi, rồi đừng đánh dấu như mấy cái này nha, để trắng trơn tôi nha, cho đánh dấu cho nó quất tiền ông thêm á. Rồi chỗ này nè, bình thường á nó chỉ có vậy thôi, điền cái rate kha vô 16 số đầu đó, ngày hết hạn của cái thẻ, 3 số sau, đánh dấu đây trả. Còn nếu ông có PayPal thì ông nhấn đây nè, ông chọn đây, ông sẽ điền PayPal để ông trả, rồi vậy thôi, ông nhấn submit là coi như là mọi chuyện nó ổn. Giờ dễ chưa? Ok, mà dựng đây thì mày được rồi, tao nghĩ là ngày mai tao sẽ mua hết xong, tao sẽ bắt đầu tao làm cái bài thứ nhất này. Còn mày hãy chỉ tới bài thứ hai chứ, mày nói nữa là tao lục bùng vô tai liền. Thôi cho tao nghĩ đi, già rồi đọc không có nhớ nổi nhiều đâu. Thiệt chứ anh, em cũng muốn nghỉ nãy giờ nói với anh mệt quá. Em mày 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 vừa phải ra, mày tao già tao học chậm mà chắc nha con, còn mà nhanh nhanh như tụi mày á, cái gì cũng 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 mà cứ tưng 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 như chứ mà quên cái một à. Thôi xin chào quý vị cũng như là cảm ơn bảy.
đã tham gia cái buổi chia sẻ hôm nay. Nếu như quý vị thấy cái video này ok thì hãy nhấn đây nè, nhấn vào cái chỗ subscribe để nhận được những video mới hơn của em, hoặc là like để ủng hộ cho em. Còn nếu như quý vị không thích, nhấn bố vô chỗ dislike này cũng được, chả sao hết. Còn nữa, nếu như muốn hỏi thêm gì quý vị comment vô đây. Còn nếu như quý vị mà thấy hai đàn em mà tào lao quá, chửi đây, cho một nó một mớ gạch đá xi măng đi. Tại vì thật sự anh Bảy cũng đang, anh đang xây chuồng heo, em đang xây nhà cũng cần mớ gạch đá xi măng để gia cố thêm cũng tốt, không có gì hết. Ok, thôi trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai nha. Ok, Bảy Núi cũng xin mến chào tất cả quý vị và hẹn lại quý vị vào những cái chia sẻ tiếp theo. Tôi thì ngu lắm, tôi đang học web để tôi làm cái trang, chuẩn bị làm cái trang là tử vi phong thủy đó, để chia sẻ cho tất cả quý vị. Vừa rồi thì tôi mới làm một hai cái chia sẻ, là có những người á, họ leo lên họ tặng cho tôi một đống gạch, họ nói vậy nè, hai thằng bay á, rảnh quá, ở xứ Mỹ á, hiện đại văn minh như vậy, còn truyền bá mấy cái tư tưởng tào lao tầm bậy đầu độc người khác làm cái gì. Thì tôi cũng cảm ơn cái anh mà tặng tôi mới gặp đó đó. Anh không thích thì anh có thể đừng xem. Bởi vì tào lao hay không thì những người khác họ biết. Bây giờ chúng tôi làm cái này theo yêu cầu của nhiều người. Cái tử vi phong thủy hiện nay cũng có nhiều người đang nghiên cứu. Và nếu như nó tào lao thì có lẽ không tồn tại được tới ngày hôm nay sau mấy ngàn năm rồi. Thôi tôi nói ít quý vị hiểu nhiều. Anh tặng thì tôi cảm ơn. Đừng anh đi, đừng tôi đi. Vậy ha.